Rồi, xin chào anh Thành Trần Trung. À, vâng, chào em Hiếu Ngọc và chào khán giả của kênh Việt Truyền thông Việt Vision. Xin chào khán giả của kênh Việt Vision và kênh của Hiếu Ngọc Hà Nam. Ngày hôm nay thì rất vui được gặp anh. Em về tới Hà Nội này em lại nhớ đến Cấn Thị Thêu. Cấn Thị Thêu là một coi như là người phụ nữ mà phải nói là chống lại đất nước Việt Nam, chống lại nhà nước một cách gọi là ngu bền vững. Thì xin anh cho ý kiến về cái người phụ nữ này. Vâng, xin chào Hiếu Ngọc. Cũng đã lâu rồi, đúng rồi. Anh em mình dương mùa Covid lại gặp nhau tại nơi thành phố Hà Nội thì mới thấy sự bình yên của đất nước, thấy sự chống dịch của nhân dân ta, của đảng và nhân dân ta, nhà nước ta nó như thế nào, để cho anh em mình có các cơ hội gặp nhau tại thủ đô Hà Nội, mà nơi trực trước chúng ta ngồi là một cái bờ hồ rất là thơ mộng. Thì lại nói đến sắp tới đây, tòa án nhân dân tối cao sẽ xử phúc thẩm vụ án Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư, và đồng thời cũng sắp tới là xử sơ thẩm vụ án Trịnh Bá Phương và Tâm Dương Nội. Thì nói về, chúng ta sẽ nói về Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư trước nhỉ. Trịnh Bá Tư, thực ra trong cái mối quan hệ chằng chịt này thì cái vụ án trước là liên quan đến vụ án sau. Cái vụ án của Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư liên quan đến thằng con trai là Trịnh Bá Phương đấy, nhưng ở phần sau chúng ta sẽ nói. Và bây giờ chúng ta nói về cái Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư trước. Và trước khi Hiếu Ngọc thì nói về hiểu về Cấn Thị Thêu thì chắc rằng Hiếu Ngọc cũng ít được tham gia và ít được va chạm với đội Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá, gia đình của Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư đấy. Thì phải nói thế này này, chúng ta phải biết rằng tung hô Cấn Thị Thêu là một phụ nữ nọ, phụ nữ kia, thì để dùng cho đúng từ thì phải nói là cái con này rách rời rơi xuống, rách rời rơi xuống. Chứ không cái phải là đấy là dùng đúng từ, không còn là một người phụ nữ nữa đấy. Tại vì nếu mà là người phụ nữ không bao giờ đưa con mình vào một cái vòng lao lý. Nếu như là một người phụ nữ thì sẽ gọi là nghĩ đến tương lai của con mình, đúng không anh? Thì nói như về cái vụ án của Cấn Thị Thêu thì đã đi tù lần này là lần thứ 3 dính án rồi đấy. Chỉ có tình tiết tăng nặng chứ không có tình tiết giảm nhẹ. Mà nói về cái nguyên do để cho Cấn Thị Thêu đưa cả gia đình vào vòng lao lý, nó sâu xa ở chỗ như thế này là ảo tưởng về sức mạnh. Cái thứ hai là không hiểu về pháp luật. Cái thứ ba nữa về vấn đề là nó là cái quyền lợi cá nhân của Cấn Thị Thêu mà thôi. Cái lòng tham của con người của Cấn Thị Thêu và một số thành phần như là Tâm Dương Nội, mấy mà gia đình Dương Nội. Thế chúng ta phải biết rằng đấy, đất khác theo luật đất đai năm 2013 là độc quyền nhà nước quản lý sở hữu của toàn dân, đúng không? Thế thì muốn phát triển công trình quốc kế dân sinh thì phải gì? Phải lấy đất. Mà cái đất này không phải đất cha ông nhà Cấn Thị Thêu đấy có để lại cho Cấn Thị Thêu, mà đất này là do nhà nước nhé, trước kia nhà nước quản lý, sau khi giao lại đấy, cho những người nông dân làm công cụ sản xuất là đất nông nghiệp, đúng không? Đất nông nghiệp chứ không phải đất cha ông của Cấn Thị Thêu để lại. Nếu đất cha ông để lại thì còn có phải có thể là sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Nhưng đây là cái đất này là đất của nhà nước cấp cho mỗi người dân chúng ta làm công cụ sản xuất. Muốn phát triển đất nước thì chúng ta, nếu như chúng ta nhìn vào cái đất Dương Nội hiện nay, chúng ta thấy cái dân Dương Nội nó phát triển mạnh như thế nào. Cái khu đô thị Dương Nội, nó đường xá, giao thông, các công trình công cộng, phúc lợi công cộng tập thể nó rất là phát triển, người dân ấy có phần rất là lợi nhuận. Như thế khi người ta đền bù ấy gọi là đền bù thôi, nhưng thực tế dễ nói cho ta đúng là hỗ trợ một sào với một mét vuông đất là bao nhiêu tiền để cho người nông dân chuyển đổi cái mục đích sản xuất, cái mục đích để công việc. Trước kia chúng ta làm nông nghiệp, bây giờ nhà nước lấy đất nông nghiệp thì người dân không trồng nông nghiệp, không làm nông nghiệp nữa, thì người dân dùng cái tiền đó đi học nghề để kiếm sống, chuyển đổi nghề nghiệp đấy. Nhưng Cấn Thị Thêu với cái lòng tham không đáy đấy, với tính bản chất tham lam đòi hỏi một cách quá đáng. Vì đất nước chúng ta đây hoàn toàn là phải quản lý theo pháp luật. Đó. Quản lý đã có luật đất đai thì cứ thực hiện luật đất đai mà chúng ta
tôi chi tiền thôi, nhưng là này không theo luật, mà này muốn theo cái luật rừng là chúng tôi phải đòi ngần này đòi ngần kia. Và chúng ta phải biết rằng mỗi một xào đất, một mét vuông đất của đất rừng nội ngày xưa cây lúa được bao nhiêu, thế khi cái công trình quốc kế dân sinh làm nên đường xa mỏng lên thì đất nó tăng giá, thì đương nhiên là, và cứ nói là cướp đất thì khi người ta xây dựng cái khu đô thị thì chúng ta phải biết rằng được bao nhiêu phần trăm đất. Ví dụ lấy một xào nhưng chỉ được phát triển công trình nó được 30% thôi, được bán 30%, còn lại này thuế má này, phát triển công trình đường xá giao điện đường trường trạm đấy, phục vụ cái vấn đề đấy. Nhưng Cấn Thị Thêu vì cái lòng tham của cá nhân đấy đã đòi hỏi một cách vô lý, khi không đạt được cái mục đích thì hô hào biểu tình chống đối lại chính sách của Đảng nhà nước, và hô hào một số thành phần của cái thôn, một số đấy nhá. Thế tại sao hàng nghìn hộ dân Dương Nội mà chỉ có một vài hộ thôi mà trong nổi bật gia đình Cấn Thị Thêu và gia đình của Tâm Dương Nội đấy, thì chúng ta phải biết đấy là cái lòng tham, chứ không phải là gia đình Cấn Thị Thêu vì cái sự nhân quyền, vì cái sự quyền lợi của toàn dân tộc Việt Nam. Không phải, ngay như tôi, cả anh Hiếu Ngọc, riêng anh bây giờ nhá, anh chỉ thích là nhà nước cắt một con đường qua cửa nhà anh, kể cả mất 2/3 đất nhà anh cũng được đấy. Nhưng khi dân ta giao thông nó phát triển thì tự nhiên đất nhà mình nó lên giá, nó đương nhiên thế thôi. Thế nhưng mà nói này, đằng này cứ đòi hỏi một cách vô lý, nó phải luật, phải chung luật cho cả nước Việt Nam chúng ta. Ở mặt đường nó là bao nhiêu tiền một mét vuông, ở sâu vào trong cái vị trí 2, vị trí 3 là bao nhiêu một mét vuông, nó theo luật, chứ không phải là ông thích 1 triệu một mét, ông thích 10 triệu một mét nhà nước cũng phải trả. Không phải. Thế khi mà không đạt được một ý đó thì bắt đầu nổi lên là đấu tranh rồi thế này thế khác, các thế lực thù địch nó mới dựa vào đó, nó lịnh bợ, nó lống nó lên, thế bắt đầu ảo tưởng về sức mạnh, tự nhiên đưa cả gia đình vào vòng lao lý. Tức là bây giờ như Trình Bá Tư, tôi chắc chắn rằng tới đây xử phúc thẩm thì tôi mong rằng có khi ấy, nếu vào tôi xử tăng lên gấp bội, chứ thế vẫn chưa đủ. Bởi vì ở đây cái thế lực thù địch nước ngoài nó đang gọi là rêu rao lên thế này là cộng sản cướp đất, nhưng mà cộng sản cướp để làm gì đấy. Thế thì cái vụ án Cấn Thị Thêu ấy thì mới Trình Bá Tư ấy, thì theo anh ấy thật sự nó không còn gì để mà nói là một con người nữa. Cấn Thị Thêu nhé, gia đình, cả gia đình vào vòng đi, bây giờ muốn nuôi điện đứa con gái, đứa con dâu nữa vào lốt đi đấy, hỏng cả mấy thế hệ, thế chờ bao giờ? Cái thế thì nó dựa vào đấy, nó tung lên là Việt Nam thế nào kia. Nhưng mà anh nói với em, với các bạn biết như thế này này, tất cả các quan hệ thế giới quốc tế là quan hệ song phương, chứ không chỉ vì một cái gia đình của Cấn Thị Thêu với của Trình Bá Phương, Bá Tư mà người ta lại cắt quan hệ Việt Nam. Cái mục đích của nước ngoài người ta quan hệ Việt Nam là mục đích chung về cái quan hệ song phương, chứ không phải là quan hệ đơn phương. Cho nên đừng có mơ tưởng là đến gặp đại sứ quán nọ, đại sứ quán kia mà người ta bênh vực cả gia đình Cấn Thị Thêu. Em có ý kiến gì về vấn đề này? Dạ thì theo như em á, là Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, tất cả những người này trong một gia đình, trong cái gia đình nhà này á, thì ảo tưởng sức mạnh là một phần. Phần thứ hai là cũng có bàn tay từ nước ngoài có gửi tiền về. Đúng thế chứ. Và chính vì nhận những đồng tiền này cho nên những con người này bị mờ mắt và không nghĩ ra được là mình đang đi trên một con đường sai, và mình đưa gia đình mình vào cái vòng luân lý và vòng lao lý. Và mình sẽ từ đây trở đi, mình sẽ là giống như là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Đúng rồi. Thì tại đây như cái việc mà mẹ Nấm thôi. Mẹ Nấm đi sang bên hoa nước Mỹ, hoa lệ đó, có thấy hoa lệ không? Đấy. Dạ đấy, thì chính những người này họ không nhìn nhận ra được vấn đề là họ đang bị coi như là mui chuộc cho những cái người ở hải ngoại. Những người ở hải ngoại là người ta đang từ cái chỗ này người ta gây quỹ. Đó, đúng người rồi. Ta gây quỹ cho những cái người đó rồi người ta gửi về chỉ 1% thôi. Thế chính vì thế cho nên là Cấn Thị Thêu em cho rằng là một người phụ nữ là ngu nhất của thế kỷ. Ngu nhất thế giới. Dạ, ngu nhất thế kỷ và ngu nhất thế giới và ngu bền vững. Ngu này là ngu không thể nào mà có thể là sửa chữa được. Mình phải nói thế này này. Thực ra các cụ ở Việt Nam có một ngày tại tù để thiên thu tại ngoại. Rồi, bây giờ đến 8 quyển lịch
Úi giời ơi, một cái thằng về như Trịnh Ba Tư, thằng con như thế, một người mẹ người ta đẻ một người con, người ta chăm cho từng chút một, muốn mong cho các con sau này được tốt đẹp, có công ăn việc làm ổn định này, cái cuộc sống của nó an nhàn, lại đưa con vào vòng lao lý. Bây giờ năm nay nó 30 tuổi, hơn 30 tuổi rồi, 8 năm gần 40 tuổi rồi, 3 năm quản chế nữa, liệu ra liệu có phải vào vòng thứ hai không? Hết một cái cuộc đời và hết cả mấy thế hệ thì đến bao giờ mới ngóc đầu lên được ở trong xã hội. Mà trong cái đó rất nhiều người dân Dương Nội, mà đa số người dân Dương Nội, người ta hiện nay chúng ta đi, Hiếu Ngọc có thời gian anh sẽ đưa em đi vào làng Dương Nội để thấy sự phát triển của đất Dương Nội nó như thế nào. Đấy. Thế là chỉ có gia đình Cấn Thị Thêu của Tâm Dương Nội và một số những thành phần gọi là đấu tranh. Đấy, như thế thôi. Chứ còn cả dân Dương Nội người ta rất phát triển ầm ầm đi, phố xá mọc lên như lấm, gia đình người giàu có. Đấy, ta chuyển đổi nghề nghiệp một cách an toàn. Tại sao mình lại thế? Đấy, nếu như anh nói rằng gia đình Cấn Thị Thêu cứ yên tâm thôi, nhà nước đền bù thì ta chấp nhận thực hiện theo đúng luật pháp của nhà nước. Và hiện nay có một cái trang trại Hòa Bình kìa. Trang trại Hòa Bình ai thu, đúng không? Làm trang trại có phải cuộc sống sung túc không? Tự nhiên bây giờ Trịnh Ba Tư vào tù, còn mỗi ông bố là Trịnh Ba Khiêm. Trịnh Ba Khiêm suốt ngày còn đi kêu nọ kêu kia, đến nhỏ kêu quý rối pha rồi. Rồi cuối cùng Trịnh Ba Khiêm cũng vào tù nốt. Thì liệu còn ai? Có phải hại 3-4 thế hệ sau này không? Đấy. Mà nói thật cho các bạn biết này, cứ nằm mơ đi nhá. Mơ Cộng sản Việt Nam sụp đổ đi, nó đang đứng vững như thế này bao giờ nó sụp đổ được nhé. Con làm mơ cũng không có đâu nhé. Tôi nói thực sự nếu như ý, gặp Cấn Thị Thêu Tâm Dương Nội ở ngoài đường, nếu mà chúng tôi được tôn trọng pháp luật thôi, chứ còn cái loại đấy thì dân người ta ghét thì, không ấy mày. Thì em nghĩ là thế trận lòng dân kiểu này thì nếu mà Cộng sản mà nó sụp thì chắc em nghĩ là khi nào trên cái thế giới, trên trái đất này không còn người. Chứ còn nếu còn con người sinh sống thì Cộng sản là sẽ là tứ trụ chứ không phải là đa trụ nữa. Đấy đúng như thế đó đây. Cộng sản hiện nay, Cộng sản nay nào đến nước rất tốt. Đã đưa chúng ta từ thắng lợi này ra, từ chống ngoại xâm nhé. Đưa dân tộc ta từ mất nô lệ lầm than. Đấy. Bây giờ trở về cuộc sống là hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Ngày xưa đấy, chúng ta chỉ có cơm ăn no mặc lành. Bây giờ cơm ngon, mặc đẹp, nhà ở nhà đây đi xe sang. Đúng không? Đây đường xã thông đất nước phát triển. Cái vùng quê bây giờ nó cũng ngang với thành phố. Đúng không? Thậm chí người ta ở thành phố chỉ làm ăn thôi, còn về quê người ta sống ở sân hơn. Thế tại sao những người dân khi nào đến 60 triệu dân Việt Nam ấy, à 90 triệu dân Việt Nam trong đó, 98 triệu dân rồi. Chỉ cần còn 5-7 triệu người phản động thôi đã nây mệt rồi. Chứ bây giờ chúng đếm ngón tay, em thấy không? Cái thành phần đấy đếm trên đầu ngón tay, làm sao mà lật đổ được Cộng sản đây? Chỉ làm cái miếng mồi ngon cho cái thế lực thù địch, cho bọn Việt Tân, cái bọn chống cộng ở hải ngoại, nó làm miếng mồi ngon để nó câu view, câu like rồi nó quyên tiền đấy, để nói thôi, chứ còn thực ra nó chả làm được cái gì không ở cái xã hội như này này. Anh cứ thấy tất cả những cái trận bóng đá đấy, và thấy hiện tại bây giờ là dịch bệnh, thì anh thấy khi Bắc Giang bệnh thì cả nước là rồi nó Bắc Giang. Hướng về Bắc Giang, hướng về Bắc Giang. Khi miền Trung bị bão lũ, cả nước hướng về miền Trung. Người dân đi theo một lòng với chính quyền, với nhà nước, từ cái quyên góp của nhà nước, quyên góp về cái vaccine, qua đó là mình thấy thế trận lòng dân như thế nào. Cho nên đừng ai nghe theo, hoặc đừng ai bị những cái thành phần coi như phần tử cực đoan họ xúi dục, là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, của bản thân và của con cháu. Đó, theo em nghĩ là như vậy. Còn đối với anh Trung thì nghĩ sao ạ? Không nói về thế này này, cái thế trận lòng dân của Đảng Cộng sản ta lãnh đạo từ khi triển khai chiến tranh Pháp đến chống Mỹ hoàn toàn dựa vào dân, vào sức dân, chứ không phải là Đảng Cộng sản tài cán gì. Và tất cả các bác Hồ đã nói rồi, dễ trăm lần không dân cũng chịu, một khó vạn lần dân địa cũng xong. Nếu cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không có cái thế trận lòng dân thì chúng ta không bao giờ thắng nổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thế ngày xưa có điện thoại thông minh như bây giờ đâu đấy, mà bác và Đảng đã huy động sức mạnh toàn dân để đứng lên kháng chiến chống Pháp, để giành độc lập về tay nhân dân và đánh đuổi được đế quốc Mỹ, đẩy ra khỏi bà con ta, chúng ta được cái hòa bình độc lập được như ngày hôm nay đấy. Còn cái gì hơn nữa không đấy, từ một đất nô này làm than trở thành nước hòa bình tự do và dân chủ, thì chúng ta mới thấy được cái
cái đợt Covid vừa rồi chúng ta biết cái thế trận lòng dân của Việt Nam còn vững nắp, đúng không? Dạ. Khi ngày xưa đấy, Vĩnh Phú mở dịch đầu tiên, đợt dịch đầu tiên thì tất cả dồn vào Vĩnh Phú. Sau đến đợt dịch thứ hai, thứ ba, Đà Nẵng, Hải Dương, bây giờ Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh, tất cả lừa lực dồn vào đấy, thì mới thấy được cái lòng dân Việt Nam nó như thế nào. Thì có làm mơ cũng không thể nào đồn cộng sản trong lúc này được. Thế khi bọn ở hải ngoại nó vẫn bảo là Việt Nam phải đi xin dân, không phải đâu. Đây là huy động sức mạnh tập thể, sức mạnh lòng dân để chiến thắng bất kể kẻ thù nào, dù kẻ thù bằng súng đạn hay kẻ thù là Covid, chống dịch như chống giặc mà chúng ta đều chiến thắng được. Đấy. Bằng chứng là chúng ta giờ anh em mình, em từ Tây Nguyên đại ngàn xa xôi mà hôm nay có mặt tại Hà Nội, anh em mình ngồi một quán cà phê nó thơ mộng như thế này, thì chúng ta mới thấy được cái tổ quốc chúng ta, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản chúng ta như thế nào. Đấy. Cho nên kể cả gia đình Cấn Thị Thêu, Trịnh Ba Phương, Trịnh Ba Tư hoặc là Tâm Dương Nội tới đây, theo anh ấy cái mức độ cứ phải cho kịch khung. Dạ đúng kịch khung. Em thì em nghĩ là riêng cái tội gì thì có thể là mình bỏ qua được, hoặc mình giảm nhẹ án được. Nhưng mà theo như em á, mà cái tội mà phản động, phản bội lại đất nước, cái tội này là tội nặng. Bởi vì cái tội này á, là do những con người này họ có sự tính toán, họ có sự suy nghĩ và họ làm việc hay họ chống đối, họ đều có tổ chức và bè lũ. Điều đó đúng sẽ rồi. Rất gây cho rất dễ gây cho những cái lớp trẻ nó bị hiểu lầm. Đó cho nên là em thì em nghĩ cũng cho kịch khung mình ạ. Kịch khung. Dạ, bởi vì khung. Cái vụ này đấy, anh nói ban đầu chỉ là có cái lòng tham ích kỷ cá nhân thôi. Dạ. Sau đi bị cái thế lực cái chống phá đất nước ở hải ngoại họ lợi dụng. Đấy, họ đưa lên tận mây xanh. Cho nên ảo tưởng về sức mạnh. Thế thôi chứ còn như bọn này thì có tài cán đâu. Cái thằng Trịnh Ba Phương, anh nói em biết, em chưa biết được rồi. Đi bán cua, làm gì đâu. À, đi bán cua ở cái cổng trường đại học Y này. Trong khi đó một cái bọn Việt Tân bắt đầu, khi mẹ đứng lên đấu tranh nọ đầu kia về đất cát nọ kia, thì bắt đầu về phe mẹ thì bọn Việt Tân nó tông lên là người hùng nọ người thế kia. Cái loại vất tài vô dụng thì làm sao mà gọi là lãnh đạo đất nước. Mà cái ngu chúng nó gì? Nó dựa vào ngoại bang. Vẫn dựa vào ngoại bang. Mà các cụ chúng ta nói là vọng ngoại thì tắc tử. Cứ dựa vào ngoại bang rồi kêu Mỹ can thiệp vào, mà thế giới can thiệp vào đây. Đấy làm cho được đấy. Thế nhá, rồi ngoài bang thì bản thân nó có làm được gì đâu. Người ta làm cách mạng đấy, đôi khi phải làm bằng cái gì chứ, phải dựa ngoài bang. Người hô hào nai chim tôi nên gặp đại sứ quán nọ, đại sứ quán kia, vô lý mà vô duyên. Cái loại bất tài vô dụng cái loại đây thì thôi cứ cho nó trong tù để cho nó sướng. Mà anh ấy nhà nước cho vào tù, anh cứ trả vở cho nó trốn mẹ để sang Thái Lan, xong nó sang nước ngoài thì đỡ phải nuôi cơm. Đấy. Dạ đúng rồi. Cho nó lành. Theo em nghĩ thì đỡ tốn cơm, cái cơm đấy để cho những cái người mà họ có lầm đường đặc lối thì họ cũng còn biết suy nghĩ lại. Chứ cái bọn này là nó ăn vào trong máu rồi. Tại vì sao, em nói thật với anh là nó đã đang có được những cái đồng tiền từ những cái thành phần coi như là phản động từ nước ngoài. Họ muốn là gọi là làm những cái việc như vậy rồi họ mới đưa về trong các cái tổ chức ở nước ngoài, bắt đầu là lên tiếng quyên góp một vấn đề này thôi. Ví dụ như là Cấn Thị Thêu vào trong tù thì là ở bên đó bắt đầu lên cái danh sách là quyên góp, mỗi gia đình quyên góp bao nhiêu đó để là lo cái việc Cấn Thị Thêu ra tù, thuê luật sư. Nhưng mà em nghĩ là quốc có quốc pháp. Đúng rồi, có gia quy mà cái tập đoàn luật sư toàn thua thì có vụ nào thắng đâu, nó kịch khung nhưng mà đúng không? Đấy. Thì chúng ta, anh mới nói ngồi hôm nay thực ra cũng nói chuyện phím một chút, nhưng mà thôi thì kể ra chúng ta thấy là nhìn mặt những cái thành phần dân chủ trong nước chúng ta đếm mặt mà. Dạ. Không biết em thế nào, cho anh đếm từ đầu ngón tay từng thằng mà nhìn cái bản mặt nó thì chả làm gì được. Chả làm gì được, cái bản thân còn không làm được một miếng mà ăn, dựa vào cái tiền mà đút nót cái tiền lịnh bợ từ cái bọn hải ngoại này về để mà sống thì làm gì được mà dân nó nghe, đúng không? Thế chúng ta bằng chứng là gì đấy? Thì nói chuyện Cấn Thị Thêu này, rồi là tới đây xét xử Trịnh Bá Phương, rồi là Tâm Dương Nội, thì chắc chắn là thôi cứ xin phép nhà nước thì cứ nghe theo ý em để là cứ cho cái kịch khung cho nó hết nhẽ đi, để cho nó biết thế nào là nế độ. Cũng phải làm một cái gọi là một cái án nào đó mà mình phải làm cho nó
tới nơi tới chốn. Dạ. Để cho những cái kẻ mà nó bị đang và sẽ bước vào con đường này, nó sẽ phải biết sợ. Bởi vì thật sự mà nói, nó vẫn nghĩ về ảo tưởng về nước ngoài nhiều lắm anh. Đúng rồi. Nó ảo tưởng về nước ngoài nhiều lắm. Có nhiều cái thành phần cứ nghĩ sang nước ngoài là sung sướng, nhưng mà thực ra ở đâu cũng phải làm mới có ăn. Ở đâu cũng phải là kiếm gạo để mà nấu ăn, chứ không kiếm thì ai cho, chẳng ai cho. Thế ví dụ như bây giờ mẹ nấm sang đấy thì em theo dõi, thì em nói thật với anh là bây giờ là thất vọng, là gọi là thất tràn trề. Dạ, đúng rồi, thất vọng tràn trề. Bây giờ là cô ta là lên mạng là còn đang kêu gọi tự do cho nước Mỹ, thì làm sao mà tự do được cho Việt Nam. Và cái thời điểm này khi hết giá trị lợi dụng rồi, cô ta cũng chẳng là cái gì đối với chẳng là cái gì cả. Dạ, sắc đẹp thì không có. Dạ. Tài cán thì không. Dạ. Nó cũng là cái kiểu của chanh, quả chanh nó vắt hết nước thì nó bỏ vỏ thôi, đúng không? Dạ, đúng. Thế thì hôm nay anh em mình nói thôi, thì câu chuyện phím nó lung tung một tí. Dạ. Thì kẻ tội những cái thằng dân chủ cuội ở trong nước thì chúng ta nhìn thấy sao, đúng không? Thì nếu như anh Dũng thì để cho người ta nhớ. Nhưng mà toàn như thế, tiện thế anh em mình hỏi luôn về cái vấn đề của Dũng Vô Va nhỉ? À dạ. Đấy, lại nói về Dũng Vô Va. Dũng Vô Va mới lại là một cái người mà thế, coi như là họa hoành tráng lắm. Lên trên mạng là bật tivi lên là nhìn thấy anh ta là Dũng Vô Va TV. Và Dũng Vô Va là lên trên mạng là có hẳn một kênh Chấn Hưng Nước Việt. Đấy. Thực ra nó cũng chỉ là một cái kênh YouTube thôi. Đúng rồi. Nó cũng chỉ là một đài truyền hình Chấn Hưng TV. Đấy. Thế thì bây giờ đấy, thế thử hỏi tiện đây cho lính tăng Trần Đình Trung và cô Hiếu Ngọc, chúng ta thử hỏi những người dân mà đã từng lên đài của còn là cái gọi là đài của Chấn Hưng TV của Lê Dũng Vô Va, để mà hô hào, để Dũng nhờ Dũng Vô Va giải quyết cái gọi là dân oan, cái gọi là thế gọi được bao nhiêu vụ Dũng Vô Va giải quyết xong rồi đấy, đấy, bà con cũng có thể lên tiếng đúng không? Hay là vẫn còn chất đống lên để nó vừa ăn tiền của bà con mà nó lại vừa ăn tiền của bọn hải ngoại. Mà nếu anh Dũng mà lên lên anh hùng cái thế muốn lật đổ cộng sản và muốn được tự do độc lập cho đất nước thế nọ thế kia khỏi cái cộng sản, thì tại sao mà khi anh Dũng sẽ không ở nhà để cho công an vào bắt ấy, mà lại trốn chui trốn nổi trốn chui nổi mà để cho đến đến cái thằng đàn em là thằng An Tuấn nó chỉ điểm, thấy không, nhục chưa Dũng? À, nhục chưa? Mà bản thân Dũng Vai em không biết đâu. Đấy. Có vợ đấy. Có vợ, có con. Đấy. Xong khi đó thì cũng quan hệ nặng hoằng cả. Trên vợ con đã bỏ. Nó bỏ. Thì các cụ nó nghiêu tầm nghiêu mã, gặp mấy cái cô sinh viên cũng trẻ đẹp mà tí. Cũng cùng cái chi hước này khác gá nghĩa với nhau thì vợ nó mới bỏ. Đấy. Thì vợ bỏ thì tốt nhất là làm ăn nuôi vợ đấy, con này lên cái gọi là Chấn Hưng TV, Chấn Hưng Nước Việt, rồi là giọng điệu thì thế nọ, giọng điệu thì thế kia, nhưng cuối cùng vẫn phải trông chui chui nổi. Mà đến bây giờ đấy, cái thằng đàn em là An Tô Tuấn đấy, An Tô Tuấn thì gọi điện với anh rồi, anh mấy lần gọi điện thoại với An Tô Tuấn rồi, ngày xưa Bùi Quang Thuận mới nổi cơ. Thế thì vì nó chỉ điểm đấy, lấy công chuộc tội. Thì Dũng Vô Ba chắc là rồi, đợt này vào nhập kho không biết còn ngoài được không. Ui giời ui, đang có cô vợ trẻ đẹp lắm em ạ, cô vợ hai Dũng Vô Ba trẻ đẹp đấy, lên đài gọi là BBC RFA rồi nên trả lời trông cũng xinh lắm. Bây giờ vào tù đấy, vào chăn kiến thì không biết là cô vợ ngoài có chịu nổi không nữa, hay là vớ vẩn ba bữa nữa là đi với thằng khác là chịu làm sao nổi đấy. Dũng Vô Ba à, Dũng Vô Ve đấy. Cho nên là nói chuyện là dân của chúng ta nhìn thấy đấy, những cái thành phần dân của trong nước chúng ta đếm trên đầu ngón tay, toàn những cái thành phần đấy. Đấy bây giờ mấy đứa sang Thái đây, Lê Thị Mỹ Hạnh này, rồi là cái con gì người Nghệ An nhỉ, con mình cũng lâu lâu đôi khi cũng quên cái tên. Gì nhỉ? Em cũng quên sang tên sang đây đánh nhau bỏ mẹ mới đất Thái đấy chứ. Dạ. Tranh nhau ăn bỏ bố thì, đấy chứ thì bác nhiều không? Đi hái rau muống ở dưới cái mương nhìn thảm lắm đấy. Dạ. Trông nó khổ lắm cơ. Đấy, bây giờ muốn làm như thế nào thì tôi em thì em cũng thấp cái cổ bé hòng thôi, nhắn gửi đến cái thành phần mà giờ dân chủ cuội nên Lê Dũng Vô Va thì vào tù rồi, còn Trương Văn Dũng, Lã Việt Dũng, rồi là Phan Chí Đỉnh, rồi là Quang A, cái thằng Công A thì chắc là nó lợi dụng nó già thôi chứ đẹp không dám ra ngoài đâu, chứ còn bọn này thì bọn anh đếm trên đầu ngón tay mà. Đấy, tức là hôm nay thì anh em mình cũng gặp nhau ở Hà Nội,
thì cũng tản mạn một số những câu chuyện về cái dân chủ quyền ở trong nước xem như thế nào. Đấy. Thế là anh cũng phải bận tí việc rồi. Dạ, xin hẹn em đến khi khác. Xin chào khán giả Việt Dân và hẹn gặp lại. Dạ, xin chào anh. Chào quý khán giả. Chúc quý khán giả một ngày thật vui vẻ. Hình tia chớp ngăn thù.